Ông Stoltenberg nói, Ukraine chưa thể gia nhập NATO. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hôm 28 tháng 2, quá trình Ukraine trở thành thành viên của Liên minh quân sự này vẫn còn dài. Trong chuyến thăm thủ đô Helsinki của Phần Lan, Tổng thư ký NATO có nói, các quốc gia NATO đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên trong Liên minh, nhưng đó là một viễn cảnh dài hạn. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, Ukraine hiện là một quốc gia độc lập có chủ quyền, và do đó chúng tôi cần hỗ trợ Ukraine. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc giục Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt nhanh chóng trao cho đất nước ông tư cách thành viên. Ukraine cũng nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2022 và được cấp tư cách ứng cử viên vào tháng 6 năm. Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Ukraine nên tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền của mình thay chủ định gia nhập NATO. Nếu Ukraine không đảm bảo là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thì tất nhiên vấn đề tư cách thành viên NATO hoàn toàn không được bàn đến. Vào tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên duy nhất còn lại chưa phê chuẩn đề xuất của Phần Lan và Thụy Điển. Ông Stolberg nói rằng Cả Phần Lan và Thụy Điển đã thực hiện những gì họ đã cam kết trong thỏa thuận ba bên với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm ngoái tại Madrid. Bây giờ là lúc để phê chuẩn và hoan nghênh Phần Lan, Thụy Điển với tư cách là thành viên NATO. Ông nói trong chuyến thăm Phần Lan, Nga nhiều lần đã cáo buộc NATO vi phạm cam kết trước đó là không mở rộng về phía đông. Moscow cho rằng NATO ngày càng cho thấy xu hướng đối đầu với Nga bằng cách tập hợp quân đội và vị trí gần biên giới Nga trong nhiều năm. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính trận động đất có độ lớn 7,8 và các đợt sư chấn xảy ra tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 2 đã gây ra thiệt hại hơn 34 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4% GDP của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021. Con số này chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất, dự đoán có thể nhiều cấp đôi. Bên cạnh đó, FKB cho biết, số tiền trên cũng chưa tính đến những thiệt hại do trận động đất này gây ra tại miền Bắc Syria. Tổn thất ước tính tại Syria sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 2 tuy nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng vì vẫn có cảnh báo về các dư chấn có thể gây thêm thiệt hại theo ước tính của VKB 1,25 triệu người thổ nhĩ kỳ trở thành người vô gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại trong đó 53% là nhà ở còn lại là thiệt hại ở các cơ sở hạ tầng khác như cầu đường giám đốc VKB tại thổ nhĩ kỳ ông Humberto Lopez cho biết thảm họa là lời nhắc nhở về nguy cơ động đất ở quốc gia này và sự cần thiết phải tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm cả các công trình công cộng và tư nhân. Tiếp theo chương trình là những tin tức nóng liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen đã thông báo khoản giải ngân đầu tiên trị giá hơn 1,2 tỷ đô la trong gói hỗ trợ khoảng 10 tỷ đô la mà Washington sẽ cung cấp cho Kiev trong những tháng tới. Theo bộ trưởng Yellen, sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ đang giúp duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine và các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng trong những trường hợp đặc biệt, trong đó có cả việc trả lương cho công chức, lính cứu hỏa và giáo viên. Tổng thống Zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của Washington đối với nước này cả về vũ khí lẫn tài chính. Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Yellen đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Shmygan. Quan chức Kiev cho biết, hai bên đã thảo luận các biện pháp trừng phạt tiếp theo của Mỹ đối với Nga, cũng như tịch thu các tài sản bị phong tỏa của Nga và cách thức sử dụng các tài sản này. Về phần mình, bà Yellen nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bà cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại pháp lý đối với việc tịch thu hoàn toàn 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng do các lệnh trừng phạt. Quan chức Washington cũng cho biết sẽ hối thúc các đồng minh hành động nhiều hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Mỹ hiện là nước hỗ trợ quân sự và tài chính chủ yếu cho Ukraine với gần 50 tỷ đô la cung cấp cho Kiev trong năm qua. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa quyết định liệu ông có tái tranh cử vào năm 2024 hay không và còn quá sớm để thảo luận về khả năng đó. Khi được hỏi liệu ông Putin đã quyết định tái tranh cử hay chưa, ông Peskov cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, không có tâm trạng nào cho chiến dịch tranh cử. Ông Putin còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ thông báo nào từ ông Putin về việc liệu ông ấy có tham gia tranh cử hay không. Do đó vẫn còn hơi sớm để thảo luận về vấn đề này. Chúng ta cần kiên nhẫn. Người phát ngôn địa Kremlin cũng cho biết, quyết định tổ chức bầu cử đã được đưa ra. Tuy nhiên, các cuộc bỏ phiếu bầu cử khu vực vào tháng 9, sau đó là bầu cử tổng thống, có khả năng không diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Năm 2021, người đứng đầu địa Kremlin đã ký thông qua đạo luật mới cho phép ông có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa. Ông Putin đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư kéo dài đến năm 2024. Đạo luật mới mở đường cho ông có thể nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa. Mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm, nếu ông quyết định tái tranh cử và đắc cử. Tuy nhiên bản thân ông Putin cũng nhiều lần nói rằng còn quá sớm để quyết định có tái tranh cử hay không. Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế khác. Thưa quý vị, vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc hay còn gọi là Nord Stream không chỉ cắt đứt dòng khí đốt tự nhiên của Nga đến Tây Âu mà còn khuấy động chất thải hóa học và đe dọa quần thể cá tuyết và cá heo chuột ở biển Baltic. Hai tuyến của đường ống Nord Stream 1 và một tuyến của đường ống Nord Stream 2 đã bị nổ tung vào cuối tháng 9 năm 2022. Theo báo cáo mới của các nhà khoa học Đan Mạch, Ba Lan và Đức, việc phá hủy các đường ống Nord Stream 1 và 2 đã đầu độc các loài cá và động vật có vú sống ở biển đang có nguy cơ tuyệt chủng tại biển Baltic. Theo nghiên cứu được Đại học Aarhus ở Đan Mạch thực hiện, bốn vụ nổ đã khuấy động đáy biển xung quanh, bao gồm cả khu vực trước đây từng là nơi đổ các chất thải độc hại. Các nhà nghiên cứu ước tính, 1 phần 4 triệu tấn đáy biển bị ô nhiễm một khu vực có diện tích gấp đôi đảo Bonhom có thể đã bị khuấy động trong vụ nổ Nord Stream. Điều này đã đe dọa các quần thể cá tuyết và cá heo chuột biển Baltic, những loài có khu vực sinh sản gần đó. Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch Magnus Hennike cam kết chính phủ sẽ liên tục theo dõi và chia sẻ thông tin với các nước láng giềng quanh biển Baltic để có bức tranh tổng thể về hậu quả và có thể theo dõi ở mức độ phù hợp. Đan Mạch, Thụy Điển và Đức từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ chìm thuyền chờ người di cư ngoài khơi vùng Calabria, trong khi nhà chức trách đẩy nhanh việc nhận dạng thi thể nạn nhân. Tính đến ngày 27 tháng 2, số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chờ người di cư ngoài khơi vùng Calabria đã tăng lên 62 người, trong khi còn khoảng 20 người vẫn đang mất tích. Chiếc thuyền trên chờ người di cư từ Afghanistan, Iran và một số nước khác khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chìm vào sáng 26 tháng 2 ở vùng bờ biển phía đông Calabria của Italy. Những người được giải cứu cho biết vào thời điểm gặp nạn, chiếc thuyền chở khoảng 150 đến 200 người di cư. Hiện cảnh sát pháp y đang nỗ lực nhận dạng các thi thể nạn nhân, cung cấp địa chỉ email để người thân của họ có thể gửi chi tiết nhận dạng. Trong khi đó, tổ chức từ thiện Save the Children cũng đang hỗ trợ những người đã được giải cứu. Truyền thông Italy đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ ba đối tượng tình nghi buôn người. Sau khi xảy ra vụ chìm thuyền, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 26 tháng 2 cam kết hành động để ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra. Italy là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư tìm cách vượt địa trung hải sang châu Âu và là tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới. Dữ liệu của Liên hợp quốc về người di cư mất tích ghi nhận hơn 20.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở địa trung hải kể từ năm 2014. Riêng từ đầu năm đến nay, ước tính hơn 220 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Theo Bộ Nội vụ Italy, gần 14.000 người di cư đã đến nước này bằng đường biển từ đầu năm nay, tăng so với 5.200 người cùng kỳ năm ngoái. Quay trở lại với những tin tức liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu Âu, bà Olga Stefani Suyya cho biết, nước này sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu bổ sung của Ủy ban châu Âu EC để có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu-EU vào cuối năm nay. Vị quan chức này nêu rõ Ukraine đã hoàn tất các nội dung quan trọng liên quan đến 7 khuyến nghị đối với nước này để hội nhập sâu hơn với EU. Đặc biệt, Ukraine đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải tổ các phương tiện truyền thông đại chúng. Bà Onga khẳng định, chúng tôi đang chờ các đánh giá và khuyến nghị tiếp theo từ EU. Tháng 6 năm 2022, các nhà lãnh đạo EU chấp nhận để Ukraine nhận tư cách ứng viên gia nhập khối ủy ban châu Âu EC đã đưa ra 7 khuyến nghị mà Ukraine phải đáp ứng để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập. Ngày 28 tháng 2, Nhật Bản đã quyết định bổ sung thêm 143 cá nhân và tổ chức có quan hệ với Nga vào danh sách trừng phạt. Quyết định của Nhật Bản được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới cỡ 7 hồi tuần trước cam kết áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản gồm phong tỏa tài sản, và cấm các công ty Nhật Bản xuất khẩu hàng hóa cho Nga, nhằm vào các chính trị gia, giới chức quân đội, doanh nhân và các công ty ở Nga. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Nhật Bản và phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, như phong tỏa tài sản của các cá nhân và ngân hàng trung ương Nga. Theo hãng tin Reuters, HIMARS trở thành loại vũ khí được công nhận rộng rãi sau khi xuất hiện một video quay bằng điện thoại ghi lại hình ảnh hệ thống này đang hoạt động ở Ukraine. Bà Jennifer Magnus, phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh tên lửa của Lockheed Martin cho biết, khi có một hệ thống đã được kiểm chứng về khả năng chiến đấu và xuất hiện trên tin tức hàng ngày, điều đó sẽ làm tăng nhu cầu với hệ thống này. HIMARS đã trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi thành công ở Ukraine Hồi tháng 2 năm 2022, Ba Lan đã thông qua kế hoạch mua 18 bệ phóng HIMARS và 468 bộ dụng cụ có thể được lắp đặt trên các xe tải do Ba Lan sản xuất để biến chúng thành các bệ phóng tương tự. Một phát ngôn viên của Lockheed Martin cho biết, các cuộc thảo luận về hợp đồng đó đã bắt đầu từ năm 2017. Mỹ đã gửi HIMARS cho Ukraine và các lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng các hệ thống này để tấn công các mục tiêu ở Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Oleksiy Resnykov cho rằng nước này cần ít nhất 50 hệ thống HIMARS để chống Nga và để chuyển sang phản công, cần có gấp đôi số lượng HIMARS, nghĩa là 100 hệ thống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin từng tuyên bố rằng trong tương lai, Ukraine sẽ chỉ có thể nhận được thêm 4 hệ thống HIMARS. Theo số liệu chính thức, các lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 12 hệ thống M142 HIMARS. Ngày 28 tháng 2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố thành lập Ủy ban Hoạch định Tương lai Thống nhất, với mục tiêu đề ra một tầm nhìn dài hạn mới hướng tới thống nhất hai miền Triều Tiên. Ủy ban tư vấn do giáo sư Kim Yong Ho thuộc Đại học Nữ sinh Sun đứng đầu, gồm 34 chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu học thuật và các tổ chức dân sự trong nước. Ủy ban có nhiệm vụ tư vấn hoạch định chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với mục tiêu thống nhất hai miền. Dự kiến, ủy ban sẽ ra mắt vào giữa tháng 3 tới và tiến hành các phiên họp định kỳ hàng quý. Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một lộ trình chính sách mới trong năm 2023, tạm thời đặt tên là Sáng kiến Tương lai Thống nhất mới nhằm đặt nền móng cho mục tiêu Thống nhất hai miền và con đường hòa bình. Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch hành động tổng thể của năm 2023, trong đó nêu bật bảy nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, bao gồm chuẩn bị phương án hợp tác về mặt kỹ thuật như liên kết mạng chuyên dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình ly tán của hai miền Triều Tiên. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, việc Chủ tịch Triều Tiên thường xuyên đưa con gái là Kim Joo-ae tới dự các sự kiện quan trọng khiến thế giới đường đoán về khả năng cô bé kế vị cha. Bé gái Joo-ae liên tục được cha đưa tới các sự kiện quan trọng. Cô bé lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện liên quan tới kinh tế khi cùng ông Kim Jong-un dự lễ khởi động dự án nhà ở tại quận Sofo, thủ đô Bình Nhưỡng ngày 25 tháng 2. Trước đó, bé gái xuất hiện cùng cha trong một số sự kiện liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên như vụ phóng tên lửa Hoa Sông 17 hay chuyến thị sát bãi phóng tên lửa KN-23 và Hoa Sông 12 vào năm ngoái. Mới đây, bé gái cũng dự lễ duyệt binh và tiệc kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên. Bên cạnh các sự kiện quân sự, Chu cũng xuất hiện nhiều hơn tại sự kiện của nhiều lĩnh vực khác, như cùng cha tham dự trận đấu bóng đá, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 17 tháng 2. Sự xuất hiện liên tục của Chu trong các sự kiện lớn thời gian gần đây đã làm nóng cuộc thảo luận tại Hàn Quốc về khả năng cô bé được lựa chọn làm người kế vị ông Kim. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này cũng chưa thể xác định rõ vì thiếu thông tin cụ thể về gia đình Chủ tịch Triều Tiên. Hàn Quốc chưa nắm được thông tin chính xác về việc liệu người con cả của ông Kim có phải con trai hay không. Nước này cũng cho rằng sự xuất hiện của Chuê có thể thiên về mục đích tuyên truyền nhiều hơn. Sáng 28 tháng 2, Bộ ngoại giao Malaysia thông báo, thủ tướng nước này, Anwar Ibrahim sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Philippines trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 3. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng Ibrahim đến Philippines sau khi nhậm chức. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ tướng Ibrahim sẽ hội đàm với tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác song phương như hợp tác an ninh, hợp tác phát triển ngành công nghiệp Halal, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người hồi giáo và phát triển kinh tế số. Hai bên cũng dự kiến sẽ trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo kế hoạch, thủ tướng Ibrahim sẽ có bài phát biểu về sự phát triển của ASEAN tại trường đại học Philippines và gặp gỡ cộng đồng người Malaysia tại Philippines. Philippines là quốc gia thứ năm mà Thủ tướng Ibrahim đến thăm chính thức kể từ sau khi nhậm chức sau Indonesia, Brunei, Singapore và Thái Lan. Dự kiến cuối tháng 3, ông sẽ thăm chính thức Campuchia. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày 28 tháng 2 theo giờ Mỹ để thảo luận về những diễn biến bạo lực mới đây ở bờ Tây. Đây là lần thứ ba Hội đồng Bảo an phải họp khẩn về tình hình căng thẳng leo thang ở bờ Tây kể từ khi ông Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền ở Israel cách đây 2 tháng. Phiên họp dự kiến diễn ra theo hình thức họp kín với sự tham gia của đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông To Westland. Cuộc họp được tiến hành theo đề nghị của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, đại diện cho Liên đoàn Ả Rập tại Hội đồng Bảo an và đáp ứng lời kêu gọi của phái đoàn ngoại giao chính quyền Palestine tại Liên hợp quốc. Trước thềm cuộc họp, đặc phái viên Westland đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi ở bờ Tây, nhất là sau các vụ bạo lực bùng phát ở thị trấn Huwara thuộc phía bắc bờ Tây trong 24 giờ qua ông wensland kêu gọi israel và chính quyền palestine giải quyết gốc rễ nguyên nhân dẫn đến xung đột và cho rằng không gì có thể biện minh cho hành động đốt phá hay trả thù nhằm vào dân thường mọi hành động bạo lực phải được xử lý theo pháp luật